Dạ vâng, em Hương chào cả nhà mình nhé. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh hàng nhật của em Hương ạ. Anh chị vào xem bếp thấy bếp đẹp thì ủng hộ em một like và một nút đăng ký kênh cả nhà nhé. Trong buổi giới thiệu ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho cả nhà đó là một chiếc bếp Zinmai đời cao, một chiếc bếp sử dụng pin tiểu anh chị nhé. Anh chị thấy cái đèn nó nhấp nháy đây thì không ạ? Đây là cái dấu hiệu báo sắp hết pin. Khi mà bếp sắp hết pin thì bếp sẽ báo hiệu như thế này. Cả nhà thấy bếp đẹp thì ủng hộ cho em Hương một like và một đăng ký cả nhà nhé. Bếp ga Nhật ngoài cái độ bền và cái tính tiết kiệm ga ra thì bếp còn cực kỳ an toàn nữa anh chị nhé. Tự động tắt bếp khóa ga khi nồi cạn nước, khi gió thổi và khi nước trào. Hiện tại thì em Hương đang test cái tính năng an toàn của bếp ga Nhật, đấy là tính năng chống cháy nồi ạ. Một chiếc bếp đời cao, rất là nhiều anh chị thích cái dòng Zinmai này. Zinmai đời cao thì sẽ thiết kế như thế này cả nhà nhé. Đây, kim nhấn dạ quang này. Đây, kim nhấn dạ quang. Hiện tại em Hương đang test cái tính năng chống cháy nồi. Cái mặt này là mặt men màu đen. Cái dòng mặt men thì các anh chị lau chùi bao giờ cũng sẽ sạch sẽ hơn cái dòng mặt sơn hết ạ. Đây, nồi nóng lên thì bếp bắt đầu giảm nhỏ lửa rồi đây. Em Hương sẽ quay thành vách cho cả nhà theo dõi nhé. Ở chiếc bếp đời 2020. Đời 2020 nhé. Đây, bếp sử dụng một đôi pin. Các bác thông thường thì sẽ nhìn thấy là pin đạm đúng không ạ? Và chiếc bếp này thì sử dụng pin tiểu. Đây. Thành vách này bao đẹp cho các anh chị luôn nhé. Thành vách không có một vết nào gọi là móc méo gì hết. Ở cái chỗ trên thành đây này thì có một cái vết chấm, vết chày thì em có chấm lại sơn rồi, xử lý luôn cho các anh chị rồi. Rồi ok, bên bếp bên phải đã tắt bếp rồi cả nhà nhé. Sau khi tắt bếp thì bếp sẽ khóa ga ngay lập tức luôn đấy ạ. Rất là an toàn đúng không cả nhà? Không may mình nấu nướng mình có quên đi thì cũng không có lo bị cháy nồi nữa đâu. Một cái giải pháp chống cháy nồi vô cùng hiệu quả luôn. Hai bếp nấu phía trên và một lò nướng phía dưới đây ạ. Các bác sắm Tết tới đâu rồi? Nhà em Hương thì chắc cũng vài hôm nữa để xong cái đợt Tết này, dọn hàng là cho kịp các bác nhận hàng trước Tết. Anh chị nào mà thích mua lửa đầu năm thì các anh chị cũng có thể đặt vào những ngày cuối năm nhé. Em Hương sẽ cho hàng đi vào đầu năm ạ, để các anh chị có thể nhận hàng. Đây là lửa lò nướng cả nhà, trên nấu dưới nướng cùng một cái thời gian thôi, nhưng mà mình có thể chế biến rất là nhiều món ăn rồi. Những cái sản phẩm của người Nhật thì luôn làm hài lòng người tiêu dùng cả về chất lượng, mẫu mã. Đây ạ, rất là đẹp đúng không cả nhà? Khay nướng và vị nướng rất là mới này. Phía dưới đây là có khóa trẻ em nhé. Sau khi nấu xong mình khóa lại, 3 bếp thì sẽ có 3 cái khóa. Rồi, bếp bên trái cũng đã tắt bếp rồi ạ. Sau khi tắt bếp thì bếp cũng sẽ báo khóa ga luôn. Rồi, đã khóa ga cả nhà nhé. Em Hương đang chia sẻ rõ cái khóa đây. 3 bếp đều có khóa cho em hết ạ. Sau khi nấu nướng xong mình khóa lại thì con nhà mình sẽ không có nghịch được đâu. Bếp khóa của lò nướng riêng và bếp nấu riêng nhé. Nhặt khóa lại này. Nhặt khóa lại. Rất là dễ thôi. Tiếp theo em sẽ test thêm cái tính năng an toàn nữa. Đó là tính năng sẽ khóa ga khi mà mất ngọn lửa nhé. Đây, pin yếu này. Pin yếu này nó sẽ báo hiệu và sẽ không cho các anh chị bật bếp. Rồi, em Hương sẽ test cái tính năng an toàn nữa là khóa ga khi mà mất ngọn lửa đi ạ. Với cái tính năng này thì bếp sẽ khóa ga sau 15 giây. Các anh chị đợi cùng em Hương thêm 15 giây nữa nhé. Không may bếp nhà mình nấu ở những cái khu vực gió thì sẽ không có lo bị ga, bị rò rỉ đi nữa đâu. Kiềng của bếp này cả nhà. Kiềng của bếp là bằng thép khung gì này. Cái chia lửa là bằng nhôm hợp kim. Những cái dòng bếp đời cao như thế này rồi thì chia lửa sẽ bằng nhôm hợp kim nhé. Các anh chị nghe tiếng tít tít không ạ? Tít tít là đã khóa ga, đã báo hiệu khóa ga rồi đấy. An toàn và tiết kiệm. An toàn thể hiện ở chỗ bếp sẽ không sử dụng cái chiếc bếp này, sẽ không còn cái nỗi lo bị cháy nồi nữa. Đấy là an toàn. Còn tiết kiệm ga thì còn tiết kiệm thì thể hiện ở cái việc đó là tiết kiệm ga nhé. Mình sử dụng cái dòng bếp ga này thì sẽ không còn cái không sẽ tiết kiệm được đến 30% ga, không còn nỗi lo bị cháy nồi này, tiết kiệm ga này. Thì tiếc gì mình không thử đúng không ạ? Chiếc bếp này thì em Hương bán cho cả nhà với giá là 2.600.000 đồng cả nhà nhé. 2.600.000 thôi ạ. Nhà em Hương sẽ ship hàng đến tận nhà cho các anh chị, bảo hành cho mình 1 năm. Em Hương sẽ đồng hành cùng với cả nhà thêm 1 năm nữa. Bếp rất là đẹp, anh chị nào mà quan tâm về cái chiếc bếp này thì liên hệ em Hương nhé. 0359014200 là số của em. Đây, pin yếu rồi các bác này. Đấy. Làm cho các bác một cái thí nghiệm bé bé như thế này để biết là khi mà pin yếu thì nó sẽ không có cho bật bếp đâu. Rồi, các cái tính năng an toàn của bếp thì em Hương cũng đã test rồi, giá thì cũng đã báo cho các anh chị rồi. Mình mà quan tâm về cái chiếc bếp này, ưng cái mẫu mã hình thức này thì liên hệ em Hương nhé.
0359014200 là số của em Hương ạ. Em Hương xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.